Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Tgam. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo vượt lại rồi. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha. Ok, ở cái video hôm nay thì chúng ta vẫn là chơi cái bản đài anh em ạ. Và mình sẽ giới thiệu đến em một tiết mục nó là khá vui. Một tiết mục ở trong liên server anh em, mà phải nói là được rất nhiều game thủ chờ đón. Tiết mục này nó sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu anh em. Đấy, gọi là vận tiêu anh em. Đấy, trước hết thì anh em phải đến ông Robin này để hồi lộ ông xíu để mà ông đi vận tiêu cho mình. Đấy, mỗi lần thì có mỗi ngày mà có sự kiện này thì chúng ta sẽ có hai lượt anh em, một lượt buổi trưa và một lượt buổi tối. Từ buổi trưa thì từ 11 giờ đến 12 giờ, còn buổi tối thì từ 9 giờ đến 10 giờ anh em. Đấy, và mỗi một lượt vậy chúng ta sẽ đi vận tiêu được hai con. Đây, hiện tại là mình đang vận tiêu cái con to đây. Đây, anh em thấy nó giác nó khá mệt nhọc không? Nhìn lên chứ, nó đứng nghỉ mệt đó anh em. Nó lâu nó khựng rồi nó nghỉ mệt nữa. Con to này thì nó có nhiều vật phẩm, nó giá trị hơn, nó sẽ nhiều hơn là cái con nhỏ. Một chút xíu nữa mình sẽ vận tiêu thêm con nhỏ nữa cho anh em xem nha. Đấy, mà trước hết thì mình sẽ vận tiêu con lớn trước. Hiện tại là mình vô đầu tiên luôn anh em. Nên thành ra nó còn vắng vẻ. Mình nghĩ là tới con sau chắc chắn là mình vận tiêu nó sẽ đông lắm, tại vì tất cả các game thủ sẽ gom vào để mà vận tiêu. Và xong, sau khi mà vận tiêu xong hai con này nữa là có cái tiết mục mà để mà tranh tiêu nữa nè. Đấy, ra con nào là bên con ấy, thường thường là mấy ông top server mới ăn nổi thôi. Đấy chứ, rồi nó đứng nghiêm mệt anh em nè, đi chứ, qua cậu nó đứng ngắm sông nữa anh em. Vãi con này thiệt chứ. Nó đi chút cái nó ngừng lại anh em, cảm giác như nó mệt á. Anh em thấy nó giác đi cầm kênh không? Anh em cứ đi trong vòng tròn nha. Đấy, em tròn màu đỏ này để mà giống như áp giải nó đi vậy. Này phải có cây roi quốc đích nữa mới y bài được, đúng không anh em? Đấy, à, nó sẽ đi tới con Robin ở cuối map này, gần cuối map này. Đấy, anh em thấy rồi, các vật phẩm mà chúng ta sẽ nhận được. Đấy, cái hình mà cái cờ là để sau này để nâng cấp cờ anh em. Đó, còn cái viên đá đầu tiên hình như là nâng cấp kỹ năng hay gì đó, tại mình cũng chưa có đạt tới cái vấn đề đó ở bên server Việt Nam nên mình cũng chưa có hiểu rõ cho lắm nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ review trước cho anh em xem cái tiết mục mà vận tiêu này. Rồi, mình đã thành công với con to anh em, bây giờ mình sẽ tiếp tục với con nhỏ. Con nhỏ thì nó sẽ ít hơn. Đấy, rồi vậy là vào. Đấy, anh em mới thấy bắt đầu giờ đông nè. Đấy, các top, các game thủ bắt đầu gom vào để mà vận tiêu. Cứ áp giải nó đi thôi. Anh em thấy con này nó nhỏ hơn xíu, nhìn có cái hũ, cái túi xíu, vừa đi mà vừa gớp nữa anh em. Đấy, khứa kia cưỡi con to kỳ nhìn thấy quái không? Đấy, cứ áp giải nó xuống tới dưới thôi. Cứ giống như là hộ tống phải áp giải. Dùng từ giống như là tù binh quá anh em. Thế gọi là hộ tống. Hộ tống chứ đi trong vòng tròn anh em. Đấy, để mà hộ tống đó. Trời, mắt mới gì sát bên đây nó không quẹo, đi phải đi qua đây cái nó vòng lại ta. Đi chứ mất thời gian bà ấy đạn thiệt chứ. Bùi tính à. Con quỷ kia đứng nghi mệt, cái thành ra con mình đằng sau nó cũng đứng nghi mệt luôn em. Nhanh còn tới vòng người khác rồi chứ, đứng nghẹt cầu luôn em. Được, phải đánh vòng qua nữa, đi đường thẳng nó không đi đâu em, nó lập trình theo kiểu gì mà đánh vòng á. Xong cái pha vận tiêu này xong thì sẽ đến cái tiết mục mà tranh tiêu anh em. Sẽ có một số con vận tiêu nó sẽ đi ra. Con vận tiêu vàng nè, nó sẽ đi ra và cắt top sẽ tranh nhau để các bạn. Ghê lắm. Nói chung là mình vừa ra mình vừa hít được một chút gió là đã đi vào ngủ rồi, không thể đứng đó được. Mạnh lắm anh em. Đấy, mình đã kết thúc hai lần vận tiêu anh em. Đấy, được một số những vật phẩm như vậy, nãy anh em có thể thấy nó hiển thị lên.
Rồi xong bây giờ mình có thể đi phá nữa. Nhưng mà lúc vận tiêu này nè em, lúc mà vận tiêu du chính thức này nè thì chúng ta sẽ không có đánh được nha, chúng ta sẽ không BK được. Chỉ người vận tiêu tới cuối xong rồi mình mới BK được thôi. Chứ còn trong cái lúc vận tiêu này là không BK được. Rồi xong hết cái thời gian này nè, hết cái thời gian mà vận tiêu này nè. Đó. Hết thời gian vận tiêu này á, thì sẽ có vấn đề tranh tiêu thôi, thì lúc đó mới BK được, BK toàn tập luôn, ai cũng BK được hết á, nhìn đánh luôn mấy cái con ginh đồ này nè anh em, đấy, để mà hình như là tranh cái gì đó rồi mình cũng không gành nữa, tại mình không có đủ lực để mà bêm nổi anh em, mình ra đứng múa gió rồi chơi, đấy, gọi là chết rồi lại vô thành thôi, không sao cả, trải nghiệm anh em. Mình được trải nghiệm trước những cái thứ mà nó khá là vượt bậc, nó khá hay. Mình không biết là chừng nào server Việt Nam mới update có cái tiết mục này nữa, nhưng mà mình nghĩ không sớm thì muộn nữa cũng sẽ có thôi, đúng không? Đấy. Anh em thấy quá trời người để mà đi vận tiêu luôn. Cái thời điểm này là một thời điểm phải nói là khá là hấp dẫn, tại vì rất nhiều, hình như là 6 server luôn anh em, chứ không phải là 3 server đâu nha, như là 6 server để mà gộp vô để mà đi lận á, đông lắm, nên mấy top mà dạng như giữ được thôi á, khiếp, nhìn khiếp đảm luôn em. Với cái lực của mình này thì nó đứng hạng phải nói là tầm 50 trong server thôi. Anh em biết là tới chừng cỡ lên cỡ này mà đứng tầm 50 trong server thôi, nó phải là nó khá thấp rồi, tại vì mấy lực ở trên kia nó quá cao anh em, cao lắm, nó khủng khiếp luôn. Đấy, cứ gom vậy, cứ đục, cứ nào bên mình chết ngắt luôn. Đó, cứ gom về, cứ đi từ trên xuống tới dưới anh em, cứ áp giải nó, cứ đi trong vòng tròn, đi theo nó san sát vậy đó. Tới đó là thành công thôi. Anh em xem trước thì mai mốt mà nếu mà có chương trình này xảy ra thì ở Việt Nam mình thì anh em có thể biết dễ hơn đúng không? Đó, đơn giản lụm lúa, cứ đầu tiên cứ ở lò rèn mình cứ cứ lại cái thằng Gubin ấy, trong Gubin ấy lại để mà nói chung là hậu tống à, gọi là tiết mục hậu tống à. À, vận tiêu anh em giống như kiểu Võ Lâm Truyền Kỳ ấy. Đấy. Khứa này đánh bồ cạp bấy bá vậy, ôi trời đổ máu anh em à, đứng đánh bồ cạp mà đi ngang qua cũng đổ máu nữa này, đi đường tắt chạy xuống nhanh nhanh nè, mấy thanh niên đi vòng 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 mấy con nó đi đi thấy mệt mỏi luôn anh em. Nó là đi cảm giác là mệt mỏi luôn, cảm giác có vẻ khá nặng nề sao tội lỗi gì. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mà tranh tiêu anh em ấy, như hiện tại là tiêu cái người vận tiêu thì con boss nó vận tiêu đấy anh em thấy không, nó đứng đầu kìa đó, nó từ ở phía trong khu an toàn nó đi ra và các top sẽ ra tranh để mà đánh anh em. Nói chung là người chết như như rơm như rạ, lực mình chịu không nổi rồi mình đứng mình đứng xa xa thôi mà nó cũng bị chết anh em. Một 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 trong những cái trò mà nó là dành cho những người mà có sức mạnh thôi, chứ còn nếu mà anh em yếu yếu thì thua, khó mà nuốt được đấy, nó đơn giản vậy thôi anh em. Đấy, từ trong cái khu an toàn này con boss vận tiêu nó sẽ đi ra thôi. Đấy, anh em nào đủ lực thì ra tranh thôi, đấy, tranh nhau. Còn mà cái lần hai lần đầu tiên thì không bem được nha anh em, không BK được. Nhưng mà hết cái giờ để mà vận tiêu á, vận tiêu chính thức á, thì tới cái giờ mà tranh tiêu á thì có thể hình như nó duy trì đâu tầm nửa tiếng anh em, giờ chính thức nó duy trì đâu tầm nửa tiếng á, xong rồi tới giờ mà tranh tiêu này đấy rồi dứt thôi, ra canh me canh chua ai mạnh thì ra tranh thôi. Ok, đấy mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em nào ủng hộ mình thì để một like hoặc một subscribe nha. Mình sẽ cố gắng ra những video tiếp theo để cùng anh em trao đổi giải trí gì trên hết anh em ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha.